Sự thật khó tin, ăn mặn lại giúp sống thọ và sống lâu hơn ăn chay. Em à Giảm Cân xin chào các chị và các bạn. Ta thường đã quá quen thuộc với những cái triết lý cho rằng ăn mặn, ăn nhiều thịt sẽ không tốt cho sức khỏe, ăn chay mới là chân lý, mới là thuận theo tự nhiên. Thế nhưng mà trong cái cuốn sách Ăn gì cho không độc hại thì tác giả lại có những bằng chứng rất là rõ ràng để chứng minh cái quan điểm vừa rồi chưa thực sự chính xác các chị nhờ. Ví dụ tiêu biểu nhất, ta thường biết Nhật Bản là quốc gia mà có nhiều người sống thọ, nhiều người sống khỏe nhất trên thế giới. Thế nhưng mà trên thực tế thì từ trước những năm 1945, Nhật Bản lại không phải là quốc gia có tuổi thọ cao. Thậm chí là tuổi thọ của người dân Nhật Bản thời điểm đó rất là thấp, từ quan lại, vua chúa cho đến dân thường, tuổi thọ rất thấp các chị nhờ. Thời điểm đó thì người dân Nhật Bản rất là ít khi ăn thịt của những con động vật bốn chân. Đó, chỉ từ những sau năm 1945, khi mà chính phủ, nhà nước khuyến khích người dân là tăng khẩu phần đạm động vật bốn chân lên, thì khi đấy tuổi thọ của người dân Nhật Bản mới bắt đầu tăng cao. Và cho đến ngày nay, top 10 quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên thế giới thì cũng không có quốc gia nào là ăn chay hoàn toàn. Mặc dù là ăn nhiều thịt thì đúng là không tốt cho sức khỏe thật, thế nhưng mà bảo là ăn chay trường, ăn chay hoàn toàn là chế độ ăn uống tốt nhất cho sức khỏe thì lại chưa thực sự chính xác các chị nhá. Đấy, thế thì bây giờ nếu như mà mình thích ăn chay, mình không ăn được thịt, mình không ăn được nhiều thịt thì phải ăn uống như thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, và trong cái chế độ ăn chay thì mình cần phải có những cái lưu ý gì để sức khỏe của chúng ta không bị ảnh hưởng, thì video hôm nay hãy cùng em Hà phân tích chi tiết hơn các chị nhá. Lưu ý đầu tiên và lưu ý rất là quan trọng đối với những anh chị nào mà mình ăn chay, ít khi ăn thịt, đấy là mình cần phải bổ sung vitamin B12 cho cơ thể thông qua những cái loại viên uống, những cái loại thực phẩm chức năng. Bởi vì cơ thể của chúng ta chỉ có thể hấp thu đầy đủ vitamin B12 thông qua việc tiêu thụ những cái loại đạm động vật như là thịt, cá, trứng, sữa. Chính bởi vậy, việc mà chúng ta cắt bỏ hoàn toàn khẩu phần các loại đạm động vật ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày sẽ khiến cho cơ thể thiếu hụt vitamin B12 rất là trầm trọng. Và khi mà chúng ta thiếu vitamin B12, ta sẽ bị những cái triệu chứng như là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, rồi thiếu năng lượng, thiếu tập trung, da xanh xao, nhợt nhạt. Chính bởi vậy, với những anh chị nào mà mình ăn chay, ít khi ăn thịt thì các anh chị cần đặc biệt lưu ý là cần bổ sung thêm vitamin B12 thông qua những cái loại viên uống vitamin tổng hợp các anh chị nhá. Đấy là lưu ý đầu tiên. Tiếp đến lưu ý thứ hai, khi mà chúng ta ăn chay, mình cũng cần phải lưu ý là lựa chọn những cái nguồn thực phẩm an toàn, lành mạnh, đặc biệt là những cái loại tinh bột trong cái chế độ ăn uống. Bởi vì đối với người ăn chay thì tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chủ đạo để giúp cho chúng ta lao động và làm việc. Và chính vì cái tinh bột là nguồn năng lượng chủ đạo nên là những người ăn chay dễ bị những cái vấn đề như là thừa cân này, rồi các bệnh lý tim mạch, tiểu đường. Bởi vì khi mà chúng ta ăn chay, ta cứ nghĩ là những cái đồ ăn chay nó là lành mạnh, là tốt cho sức khỏe rồi, nên là mình ăn mình không có cái kiểm soát. Thế nhưng mà đa phần những cái món ăn chay, những cái loại tinh bột trong các cái món ăn chay là những cái loại tinh bột trắng, chúng chứa rất ít chất xơ. Những cái loại tinh bột trắng như là cơm này, bún, phở, miến, bánh mì, bánh bao, rồi những cái món ăn giảm chay đều là những cái nguồn tinh bột trắng. Nó nếu mà mình ăn nhiều nó sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta, khiến cho chúng ta mắc những cái bệnh lý tim mạch này, rồi các bệnh lý tiểu đường, rồi thừa cân, béo phì. Nên là kể cả khi mình ăn chay, các anh chị cũng cần lưu ý là hạn chế kiểm soát cái khẩu phần những cái loại tinh bột trắng, và thay vào đó mình tăng khẩu phần những cái loại tinh bột nào mà chúng có chứa nhiều chất xơ, ví dụ như là ngũ cốc nguyên cám, ngô khoai sắn, gạo lứt, yến mạch, các cái loại hạt họ đậu, thì như vậy chúng ta sẽ có được cái sức khỏe tối ưu trong cái chế độ ăn chay các chị nhá. Mình cần đặc biệt lưu ý cái vấn đề này. Tiếp đến lưu ý số 3 đối với những anh chị ăn chay, đấy là mình hãy ưu tiên là chế biến ăn uống tại nhà, hạn chế việc ăn những cái đồ ăn chay ngoài tiệm. Cá nhân em Hà thì thi thoảng cũng đi trải nghiệm những cái món ăn chay ở những cái cửa hàng đồ chay, rồi đi ăn buffet chay. Và em Hà để ý thấy thì có rất là nhiều những cái món ăn chay nó có chứa nhiều dầu mỡ này, chứa nhiều tinh bột trắng, cũng như là chứa nhiều đường, chứa nhiều những cái loại phụ gia, nó không lành mạnh cho sức khỏe. Nên là khi mà mình ăn chay, mình vẫn nên ưu tiên là ăn uống chế biến tại nhà, thì như vậy nó sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta hơn, thay vì là chúng ta mua những cái món ăn chay ngoài tiệm hay là mình đi ăn ở những cái cửa hàng ăn chay. Các chị nhá, mình phải lưu ý cái vấn đề này. Và điểm thứ tư cũng là điểm cuối cùng, cũng rất là quan trọng, đấy là chế độ ăn chay trường, cắt bỏ hoàn toàn đạm động vật ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày chưa bao giờ là một chế độ ăn uống tốt nhất cho sức khỏe. Đúng là ăn nhiều thịt thì nó không tốt cho sức khỏe thật, nhưng mà bảo cắt bỏ hoàn toàn thịt ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta gặp nhiều rủi ro, gặp nhiều vấn đề rắc rối cho sức khỏe.
Nên là các anh chị hãy lưu tâm, mình không cần phải gò bó bản thân vào một cái chế độ ăn chay trường quá là hà khắc. Mình chỉ cần là giảm bớt cái loại đạm động vật, mình cân bằng lại chế độ ăn uống, cũng như là lựa chọn những nguồn đạm động vật nó hữu cơ, nó sạch sẽ, nó an toàn là rất tốt cho sức khỏe rồi. Mình không cần phải gò ép bản thân là cắt bỏ hoàn toàn đạm động vật ra khỏi chế độ ăn uống, các chị nhá. Thế còn những anh chị nào mà mình thích ăn chay, mình không ăn được thịt ý, thì mình cần phải lưu ý những cái em Hà vừa chia sẻ ở trên. Đây là bổ sung thêm vitamin B12 này, cân bằng lựa chọn những cái nguồn tinh bột, nó là tinh bột giàu chất xơ. Thì như vậy mình ăn chay nó sẽ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của chúng ta hơn. Các anh chị lưu tâm cái vấn đề đấy. Thì như vậy em Hà vừa chia sẻ cho các anh chị một số những cái thông tin, một số những cái khía cạnh rất là hay ho về cái việc ăn mặn và ăn chay. Nếu như các anh chị thấy video này hữu ích thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà Giảm Cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.